V3 dán phim thì tính như thế nào, và một gói phim dành cho một chiếc xe V3 thì khoảng bao nhiêu? Đấy, thì thực sự là đợt vừa rồi em cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của anh chị em là vừa lấy xe V3 hoặc là chuẩn bị lấy xe V3, người ta có nhu cầu giám phim kinh nghiệm, đang quan tâm đến là không biết là dán một cái gói phim cho một chiếc xe V3 này sẽ tính như thế nào và cái giá thành nó khoảng bao nhiêu. Thì đối với một chiếc xe V3, đối với đơn vị bên em thì hiện tại đang thi công và báo giá, thì là một chiếc xe V3 thì nó sẽ báo giá là có kính mặt này, hai kính sườn và một kính lưng nhá, kính lưng em. Đấy, là tổng chỉ có 4 kính thôi, còn hai cái này thì bọn em sẽ là dán tặng, cái hai cái này sẽ không tính tiền nhá, hai cái này sẽ không tính tiền. Đó, và phim thì nó sẽ có nhiều loại, có nhiều gói khác nhau, nhiều mã phim khác nhau. Thì đối với những cái dòng phim phổ thông thì một chiếc xe như này thì sẽ dao động khoảng đâu đó khoảng tầm 3 cục khoai cho một gói phim phổ thông. Và những cái dòng cao cấp hơn, dòng tập trung và dòng cao cấp hơn, tất nhiên giá thành nó sẽ khác. Ví dụ như 3M Quick Wire thì sẽ dao động khoảng đâu đó gần chục. Đấy, đấy là phim 3M nhé. À, một kính lái này, hai kính sườn và một kính lưng. Đó, thì bên đơn vị em là sẽ tính cái gói phim cho chiếc xe V3 này là như vậy. Còn hai cái kính này, hai cái kính hôm sau này thì bọn em sẽ dán tặng, còn hai kính hôm sau này không tính tiền nhé. Đó, thì bác nào cũng như là anh chị em nào đang quan tâm đến giá phim kinh nghiệm cho xe V3 thì có thể qua Akala Thái Nguyên tham khảo, có thể Akala Thái Nguyên anh em nhé.